trước là mọi người nhá. Chào Trần Nghĩa nha. Hôm nay em live với xe số cho mọi người tham khảo nhá. Tại phòng Winner X Size cửa hàng đều có cho mọi người nhá. Sirius này, Way này, Rider cửa hàng đang còn một con. Giá 24.800.000 đời 2016 nhá. Chào Trần Thương, chào Huy Vũ nha. Huy Vũ ơi, cửa hàng có xe X-Size 155 nha. Hiện tại xe cũ cửa hàng nó không có con nào. Còn xe mới thì giá trị từ 46.600.000 mà có xe bạn nhé. Bạn có lên trực tiếp cửa hàng tham khảo giúp mình nha. Các dòng xe X-Size đen nhám cửa hàng có rất nhiều. Xe cũ các bạn cũ đời 2017, 18, 19 cửa hàng đều có nhé. Winner đen nhám cũng có giá trị từ 30.900.000 mà có xe mọi người ơi. Và hôm nay cửa hàng live bên xe số nhé. Chào Duy Thành, chào Huy Cường nha. Chào tất cả mọi người nha. Xe máy Đức Kiên đang có các chương trình khuyến mại mũ bảo hiểm với cả áo mưa đấy. Mọi người vào tham khảo cửa hàng nhé. Đỗ Thị Kỳ ơi, Winner 2022 cửa hàng hiện tại không có con nào. Khi nào có cửa hàng sẽ check ebook cho mình nha. Phùng Danh Hải ơi, bạn ơi cửa hàng không nhận rửa xe đánh bóng nha. Amalet cửa hàng đang có xe giá trị từ 27.800.000 mà có xe mọi người nhé. X-Size có giá trị từ 22.900.000 là có xe mọi người nhé. Chú ạ. Chào. Vâng, cháu đang like. Đỏ nhám. X-Size màu đỏ nhám đời 2020 nhá. Giá chỉ 37.600.000 mọi người ơi. Chào Phúc Đức nha. Mọi người tập trung vào xe giúp em nhá. Bạn mua xe gì sẽ tặng xe đấy nhá. Chào Tâm Nguyễn nha. Quay cửa hàng có rất nhiều các bạn. Cửa hàng đang có con xe màu đỏ đen đời 2021 chủ thành phố. Xe mới chạy có mấy trăm cây thôi, không 1.000 cây ấy. Đang có 3 con Ram Việt các đời 2012, 14 và 13 bạn nhé. Giá chỉ từ 36.800.000 là có xe nhé. Tất cả con xe cửa hàng đều có bất lộc cho mọi người nha. Mọi người cứ đến cửa hàng xem xe trực tiếp, cửa hàng sẽ cân đối bất lộc cho mình. Cửa hàng có hỗ trợ mua xe trả góp cho mọi người ấy nha. Xe cực chất cực đẹp mọi người nhé. Chào Toán Râu nha. Yeah.
Vision là chỉ từ 24.800.000 mà có xe Vision thì mọi người nhé. Cửa hàng đang có Vision bản 2021, xe mới chạy qua 200 cây. Giá chỉ từ 29.800.000 là có xe mọi người nhé. Nguyễn Văn Điệp ơi, X-Side này 2015. X-Side này 2015. Ở cửa hàng đang có con xe là 22.900.000 bạn nhé. Con xe này là màu đen nhám. Đến đời 2018, 2017 sẽ rơi vào tầm hơn 30 triệu và 2018 sẽ rơi vào tầm hơn 32-34 triệu bạn nhé. Tất cả các xe cửa hàng đều có bất lọc nha. Bạn đến cửa hàng tham khảo trực tiếp giúp mình. Xe cửa hàng nào đảm bảo xe nguyên chất nguyên zin, xe không tai nạn đâm đụng giúp mình nha. Bạn mua xe về cần công chỉnh cái gì thì cứ mang cửa hàng giúp mình nhé. Cửa hàng sẽ xử lý giúp bạn luôn. Anh Kỳ ơi, FX125 cửa hàng không có ạ. Huy Cường ơi, X-Side 135, cửa hàng đang có xe bạn nhé. Giá trị từ 20.800.000 là có xe rồi bạn nhé. Đây, con này đây. Nó là xe đời 2014 nha. Bạn tham khảo xe, cụ thể xe qua đường link của cửa hàng gửi cho bạn nhé. Rằng đi gì con này. Nguyễn Văn Điệp, rằng đi con này đúng không bạn? Con này là 27.800.000 bạn 2017 bạn nhé. Xe còn rất đẹp luôn. Rất mong bạn hãy ủng hộ cửa hàng nha. Ok bạn nhá. Tiến HD ơi, trước em mua xe cả. Có bạn ơi, bạn cứ đến cửa hàng nhá, mang theo tất cả giấy tờ liên quan đến cửa hàng và xe nhá, thì cửa hàng sẽ sang tên cho mình. Cửa hàng có rất nhiều dòng winner cho mình tham khảo nha. Giá trị từ 30.900.000 là có xe mọi người nhé. SH Moa giá trị từ 40.800.000 nó sẽ Moa cũ rồi mọi người nhé. Cửa hàng còn có tất các dòng xe mới, xe cũ. Mọi người đến cửa hàng tham khảo nha. THD được bạn nhé. Thì cho riêng bạn cầm một giấy tờ lên cửa hàng nha. Mọi người ơi, mình xin kết thúc livestream ở đây nhé. Mọi người muốn tham khảo hoặc là có vấn đề gì, hoặc cần tư vấn bất kỳ cái gì, mọi người nhắn tin vào bếp hoặc là comment ngay trên livestream để giúp em nha. Cửa hàng sẽ check tin nhắn của mình ngay lập tức và sẽ tư vấn cho mình ngay nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cửa hàng nha. Chào Lê Anh nha. Chào tất cả mọi người nha. Mọi người muốn tham khảo xe trực tiếp cứ đến cửa địa chỉ cửa hàng tại 237 238 289 Ngô Quyền, thành phố Hải Dương nha. Xin chào mọi người.